Hi, xin chào các bạn đã quay lại với channel của mình. Thì hôm nay mình đang ở cửa hàng Yamaha bên mình. Đầu video thì mình cũng xin cảm ơn tất cả cô chú, anh chị, bạn bè đã ủng hộ kênh của mình trong thời gian vừa qua. Thì khi video mình up lên cái bản so sánh giữa Genus và Vision thì cũng có khá là nhiều bạn hỏi mình là hiện tại Genus bán với giá bao nhiêu và có được bao nhiêu phiên bản. Thì hôm nay mình sẽ quay chia sẻ cho các bạn coi về những tất cả các dòng của Genus, từ phiên bản cao cấp, phiên bản giới hạn cho đến phiên bản tiêu chuẩn. Thì trước mắt các bạn đây là một mẫu Genus hoàn toàn mới của đời 2022-2023 nha các bạn. Mẫu này thì hiện tại là bản tiêu chuẩn. Bản tiêu chuẩn thì Yamaha đang phân phối cho mình được 4 màu các bạn, 4 màu và là màu bóng hết. Và so sánh như bản tiêu chuẩn và bản đặc biệt hay là giới hạn thì các bạn để ý nhất, dễ nhìn dễ nhất á, thứ nhất là màu yên các bạn. Bản tiêu chuẩn của đời 2023 tất cả đều là màu yên, màu đen hết nha các bạn. Và thứ hai nữa là sẽ có chìa khóa thường như thế này, chìa khóa cơ thường như thế này, thì các bạn cũng dễ dàng phân biệt được giữa chìa khóa thường và chìa khóa thông minh như thế nào ha. Đấy, và điểm khác biệt thứ hai nữa các bạn, điểm khác biệt thứ hai nữa đó là hai điểm khác biệt nha, điểm giữa cái yên và chìa khóa thông minh, và điểm thứ hai nữa là cái chữ các bạn, không có logo nha các bạn, không có logo, mình xin lỗi, không có cái tem nha các bạn, không có cái tem, có cái chữ Genus thôi và là màu bạc. Ngoài ra thì về động cơ, về phụ, về bình xăng, dung tích vân vân đều giống nhau hết nha các bạn. Đây thì hiện tại mình quay cho các bạn coi màu đỏ này, tiếp theo là tới màu đen của bản tiêu chuẩn nha các bạn. Bản này là bản màu đen của bản tiêu chuẩn nè các bạn. Thì các bạn cũng dễ nhận biết ha. Thứ nhất là yên xe là màu đen các bạn, yên xe là màu đen nha. Rồi chìa khóa là khóa thường như thế này. Và điểm đặc biệt các bạn lưu ý ha, là đối với dòng Genus của Yamaha thì không có phanh ABS nha các bạn, dùng một piston và phanh thường nha các bạn, không có phanh ABS. Bản Genus này cả cả bản tiêu chuẩn và bản đặc biệt hay là giới hạn đều không có phanh ABS nha, các bạn lưu ý nha. Mình có thể rồi tiếp theo nữa, về một cái màu nữa các bạn, là bản màu xanh. Bản này là cũng là bản tiêu chuẩn luôn nha các bạn. Đây, bản tiêu chuẩn màu xanh, xanh này thì là xanh nhám nha các bạn, xanh nhám và yên, nó là yên màu đen. Mình quay cho các bạn coi, ở đây là bản Yamaha chính hãng nha các bạn, và chưa được qua độ hay là trang trí bất cứ cái món linh phụ kiện nào hết. Mình chỉ gắn kiến và lắp lên xe của mình là bộ kiến thôi, ngoài ra thì chưa lắp các trang trí hay là bất cứ cái khoản trang trí nào cho xe nha. Đây, bản tiêu chuẩn màu xanh các bạn. Mà mức tiêu hao nhiên liệu của dòng tiêu chuẩn này là 1,87 lít cho 100 km các bạn. Hành trình 100 km mình tốn khoảng 1,87 lít xăng đó, thì các bạn cũng có thể tham khảo ha. Rồi tiếp theo nữa là tới một dòng nữa các bạn, đó là dòng phiên bản, để mình coi, ở đây mình có phiên bản đặc biệt nè các bạn, phiên bản đặc biệt. Đối với dòng phiên bản đặc biệt thì mình sẽ có được 4 màu nha các bạn. 4 màu này thì mình đang quay cho các bạn coi là màu đen. Màu đen này nó cũng giống như bản tiêu chuẩn, là màu đen bóng nha các bạn. Tuy nhiên thì các bạn để ý nhìn cái yên xe này các bạn. Yên xe này là màu nâu nha. Yên xe này màu nâu, và đặc biệt nữa là có khóa thông minh. Khóa thông minh, remote thông minh. Hai cái chìa khóa nó nhiều bạn hỏi mình nè, để làm cái gì? Thì đối với Yamaha thì theo xe nó chỉ có một cái remote thôi nha các bạn. Đây, một remote theo xe nha các bạn. Một remote theo xe như vậy. Thì khi mình bỏ quên vô cốp như vậy mà mình không mở được á, thì các bạn cũng có thể là mở, dùng hai chiều này để mở yên sau nha các bạn. Thì nó nằm ở với vị trí bên này nè các bạn. Bạn nào đang sử dụng Genus có thể kiểm tra ha. Đây, đây là cái chìa khóa của nó nè các bạn. Đây, mình sẽ sự mở ở đây, mở cái ốp phụ ở đây nha các bạn. Thì mình sẽ lấy được cái remote ra. Hai nữa, hoặc các bạn có thể dùng cái ứng dụng để mình nhập cái mã remote vô, mình có thể mở mà không có remote. Đấy, đây là cái công dụng của cái remote đó, cái chìa khóa này nha các bạn. Mất cái này thì các bạn tốn thêm 110 mấy ngàn nha, để thay cái ổ khóa bên dưới đó ha. Thì nhiều bạn không có thì mình bị mất hay là đó, mình có thể tốn phí thêm 110 mấy ngàn đó các bạn. Và đặc biệt luôn cái dòng Genus này nè các bạn, nó còn công tắc đèn nè, còn cái công tắc tắt đèn nè các bạn. Tức là các bạn mở lên như vậy, mình mở xe lên thì cái đèn định vị nó sẽ sáng lên và mình mở đèn này lên được nha các bạn. Nó còn có nút tắt đèn rất là tiện lợi khi bạn muốn tắt mở. Đối với dòng những cái dòng cùng phân khúc như là
Latte hay là Vision thì nó đã không có đúng tắt đèn rồi đấy. Rồi hiện tại thì đối bên mình nó còn thêm ba màu nữa, nhưng mà bên mình không có chân xe lên á cho nên mình không quay được cho các bạn coi. Và tiếp theo nữa là một bảng nữa các bạn, mà các bạn có thể nhiều khách hàng lựa chọn các bạn, tức là bảng giới hạn. Bảng giới hạn này thì Yamaha cũng phân phối cho mình được 4 màu nha các bạn. Bảng màu thì các bạn cũng có thể tham khảo ở cái link mình chèn bên dưới nha. Đây, bảng giới hạn này thì các bạn cũng coi là cái yên nha các bạn. Cái yên con này cũng là yên nâu các bạn, nhưng mà màu nó sẽ sáng hơn. Mình sẽ quay xa cho các bạn coi đó. Cái con mà bên tay phải của mình đó, là cũng là nâu, nhưng mà nâu rất là đậm nha các bạn. Còn bảng này là bảng bên tay trái của mình, là bảng giới hạn. Thì bảng này cái màu nâu của nó sẽ sáng hơn. Các bạn dễ hình dung ha. Remote cũng là remote thông minh nha các bạn. Và mức tiêu hao nhiên liệu cũng là 1,87 lít cho 100 km nha các bạn. Hành trình 100 km. Động cơ của nó là 125 phân khối. Và các bạn cũng để ý ha, ở phía sau như vậy. Mình cũng nói đó, động cơ nè, bánh nè, động cơ, bánh, rồi cột, giữa bản tiêu chuẩn, bản đặc biệt và bản giới hạn là không khác nhau. Nó chỉ khác nhau về một số cái trang trí thôi các bạn. Tức là màu sơn nè, rồi tem nè, hay là chìa khóa. Thì các bạn, bản giới hạn các bạn, bản giới hạn thì mình có một cái tem như vậy. Tem bản giới hạn, nó sẽ chạy dọc thân xe luôn các bạn. Đây, lên tới đây. Và phía trên này nữa các bạn, phía trên này nó cũng có đó nè. Đấy, đấy là bản giới hạn. Rồi bản đặc biệt thì là không có nha các bạn. Bản đặc biệt nó giống như bản tiêu chuẩn các bạn, là có chữ dây nó thôi, không có bản, không có cái tem nha. Thì các bạn hỏi mình là có đặt được cái tem nó hay không, thì đặt thì vẫn đặt được nha các bạn. Các bạn có thể lên tem được nha, lên tem bình thường đây. Và mình còn được hai con màu giới hạn nữa các bạn, tức là màu trắng nè các bạn. Đây là bản giới hạn màu trắng. Bản giới hạn màu trắng này thì bằng giá với bản màu xanh luôn các bạn. Và bản đặc biệt, bản giới hạn màu đen các bạn. Đây là những bản màu mà mình rất là ít có xe luôn. Bản màu đen này mình mới vừa về tới, mình lên bục. Thì màu đen nó sẽ có màu viền, màu hồng nha các bạn. Đen nhám nha các bạn. Cái màu xanh lúc nãy bạn coi á là màu bóng. Và màu trắng này là màu bóng các bạn. Và màu đen thì lại là đen nhám nha các bạn. Đen nhám thì có viền nữa này. Viền màu hồng. Đây, chạy dọc theo thân xe luôn các bạn. Cản thì là cản đen nha các bạn. Cản xe này là cản đen ha. Thì nó sẽ phối theo tùy theo cái màu sơn của mình. Ví dụ như cái màu trắng thì là cản của nó là màu xám các bạn. Các bạn thấy không? Cũng là bản giới hạn nhưng mà tùy theo nha. Tùy theo cái cản mà Yamaha sẽ phối giữa màu trắng với màu xám. Còn bản này là màu đen phối với màu hồng nha các bạn. Đây, cái tem có cái chữ, có cái viền màu hồng chạy dọc theo xe nè các bạn. Đấy, thì mình xin báo giá cho tất cả các bạn ha. Đối với dòng tiêu chuẩn hiện tại là bên mình với 4 màu sắc đó là bằng giá nhau. Bên mình để với mức giá là 30 triệu nha các bạn. Còn đối với dòng phiên bản đặc biệt, bên mình cũng có 4 màu. Thì bên mình đang để với giá là 35 triệu. Và phiên bản đặc giới hạn như thế này thì hiện tại là bên mình đang để với giá là 36 triệu. Thì đối với các cái dòng xe bên mình đó, khi mình báo giá thì đã bao gồm VAT nha các bạn. Đã bao gồm VAT để các bạn có thể cầm bộ hồ sơ gốc về mình đăng ký xe nha các bạn. Tức là mình bộ hồ sơ đó các bạn chỉ nộp đúng với số tiền đó thì các bạn có thể lấy bộ hồ sơ gốc và lấy xe về, không cần phải tốn thêm VAT hay xuất bất cứ cái gì nữa. Còn nếu mà bạn nào ở Cà Mau á, thì bạn nào muốn bên mình hỗ trợ đăng ký biển số á, thì mình sẽ cộng thêm phí đăng ký ở huyện là 2% các bạn, và ở thành phố là 5%. Thì các bạn cũng có thể tham khảo về cái bài biểu phí này ở chi cục thuế nha. Thì xe thì bên mình cũng có, dòng này thì bên mình đang có đủ màu các bạn, đủ màu và đủ phiên bản. Thì bạn nào có nhu cầu thì liên hệ với mình qua số điện thoại mình đặt ở video nhé. Ngoài ra thì cuối video thì mình cũng xin cảm ơn tất cả các anh chị cô chú đã quan tâm và ủng hộ mình trong thời gian vừa qua. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo ạ.